Bão số 3 và trận lũ lịch sử vừa qua khiến cho toàn bộ 240 ha diện tích trồng vải trứng tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử bị hư hỏng nặng. Hiện các hộ nông dân trong xã đang tích cực khắc phục và phục hồi cây vải sau thiên tai. Sau khi mưa nhiều, ngập úng rồi nắng lên dễ làm cho cây vải trứng thối rễ, giảm sức sinh trưởng của cây vải, thậm chí nhiều cây đã không còn khả năng canh tác. Hiện người nông dân trong xã đang tích cực khắc phục cây vải ngay khi nước rút, như là đánh cây lên chỗ cao, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cắt tỉa cành. Bản thân gia đình tôi cũng như là người nông dân khi nước rút ra thì đã bắt đầu khắc phục cây. Ví dụ như một số cây hiện đang xanh lá thì chúng tôi cắt tỉa cành, dọn gốc và bón phôi bột, đồng thời áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật như tưới, kích rễ và phun chăm bón cây để phục hồi những cây to mà một số người dân chúng tôi đã chiết cành thì cắt cành về và có những cái biện pháp dâm ủ đảm bảo sau khi nước rút một số cây chết thì có cái lượng cây giống đáp ứng trồng kịp thời. Xã Phan Xào Nam phối hợp cùng với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành 100% các trạm bơm tại các thôn Ba Đông, Phương Bồ, Trà Bồ để thoái úng ngập khỏi vùng vải.